Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về pet. Thì pet ở đây ta có giao diện ở góc dưới này. Nói chung là tùy điều kiện từng người mà người ta sẽ có pet khác nhau và số lượng pet cũng khác nhau. Và đôi khi có người thích để cho nó thành một cái khu rừng đầy pet thì có thể người ta sẽ để nhiều. Có người thích gọn gàng thì bán bớt đi giữ lại ít thôi. Thì mình để mình biết được đầu tiên ở đây ta có cài đặt pet đem theo này. Thì cái này để làm sao? em khi bạn mà cài đặt là có hay không đem theo sẽ liên quan đến việc thằng nhân vật đứng ở đây. ví dụ mình đã không đem theo là không hiện con pet ở đây. nếu mình cài có đã hiện có. nhưng mà cái này mình thấy thỉnh thoảng nó cũng lỗi lỗi cài như kiểu như kiểu cài con cá mập thì nó lại hiện cái, cái 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 con khác chẳng hạn. kiểu kiểu vậy. nên tôi mình không quan tâm cái đấy đâu. nó chỉ trang trí thôi. cái đồ dám pet, đồ dám pet là cái thống kê tất cả số pet mình có thể có. dĩ nhiên mình thấy có một số cái con của ngày xưa ngày xưa nó tuyệt chủng rồi mình không thấy nó xuất hiện ở quanh đây. Nhưng mà về lý thuyết là những cái con chính, về những con mạnh nhất nó sẽ có ở đây. Thì khi bạn hoàn thành đủ một số lượng pet nhất định, ví dụ nó yêu cầu đủ bốn con này sẽ được nhận quà, thì bạn sẽ được nhận quà. tương tự như vậy, sẽ nhận ít quà nhưng cái quà này cũng bé bé thôi. Mà quan trọng nhất là bây giờ bạn xác định là bạn sẽ dùng con nào. Thì đây bạn thấy là càng về sau các con càng mạnh lên thì bạn sẽ cố gắng để tối tối ưu nhất là bạn dùng được con này. Nhưng mà tuy nhiên con này mình chưa có nên là tối màu nhì đến con này, nó lại nó tụt tụt dần thôi. Thì bạn cố gắng tìm con pet ngon nhất để xài. Xài con ngon nhất. Thì những con ngon nhất là đầu tiên là chỉ số gốc nó cao Thứ hai là cái số lượng skin có thể tạo được Hoặc các loại skin của nó sẽ ngon hơn các con khác Tương tự vét phụ cũng thế thôi Nó cũng tương tự rồi cái con ngon nhất là con lợn Con lợn này con nhì là cái con nhì là con Rebecca Thì bạn cứ nhìn với các chỉ số này Bạn chỉ những ô này Bạn xem chỉ số con nào ngon hơn ngon hơn thôi đây, là, đây thì mình cho bạn xem cái skin pet các thứ của mình Nói chung là nó cũng không phải là ngon lắm đâu Nó chỉ tương đối thôi nhưng đây là kiểu uh, con pet mình sẽ dùng vậy thôi bây giờ ra cái này bạn tẩy ấy, nó cũng rất là khó tùy điều kiện của bạn thôi thì nhiều 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 khi là bạn muốn tẩy nhưng mà không đủ tài nguyên để tẩy đâu vì tẩy cái này rất là tốn như cần cảm cả quá trình dài đấy thì như con pet này mình mình đã dùng có hai cái thiên phú này bạn biết là chúng ta có ba loại thiên phú rồi nhưng mà đây mình chỉ cài hai thiên phú thôi đấy thì nó tương tự tương đối vậy thôi tương tự với pet phụ muốn vào pet phụ thì bạn phải vào hình quả trứng này ở đây thì bạn có thể triệu hồi để lấy một số cái con phép phụ nhỏ nhỏ để nâng cấp cho con phép phụ chính nhé cái này ra cũng chả quan trọng đâu bạn nhưng mà thôi tiện thì các bạn cứ nâng lên thì ở cái con lợn này với cái con rồng nó anh bảo chưa có nó có cái khác biệt tí là nó có thêm một số cái skin như thế này nên là những cái skin cao cấp hơn các bạn thấy bình thường một cái skin cũ này nó chỉ có một dòng không ví dụ đây là ma công phần trăm không thì ở đây mình có một cái skin khác là skin đây uh, đây, đây skin ma công này nó gọi là linh lực này thì nó có những một cái cộng một cái phần trăm không thì nó ngon hơn ở chỗ đấy thế thì bỏ sang những con pet cao nó ngon hơn một số thứ như thế thôi còn tất nhiên bạn không thể cài đến kiểu tối ưu quá đâu mà chỉ là tương đối thôi nói chung là ngon ngon thôi. và trong một số trường hợp bạn kiểu tốn kém quá thì bạn thì bạn nên thì bạn nên là tẩy tương đối thôi nói chung là ví dụ như kiểu có điều kiện thì tẩy như kiểu nó cho phép bạn tẩy được khoảng ví dụ bạn xác định bạn chơi tuyệt chiêu thì bạn ưu tiên tối đa đầu tiên bạn để, tuyệt, tuyệt chiêu trước có điều kiện thì bạn đã bắt đầu tính đến tẩy sang ma công điều kiện nữa thì bạn nghĩ đến tí vật công hay là sinh mệnh gì đấy đúng không thì bạn phải xem xem liệu bạn có khả năng để, để tẩy không đó có tẩy ừ. cái này thì hiện tại vì các cái pet ở đây đều tẩy xong hết rồi nên là mình không thể quay được video tẩy trực tiếp cho các bạn xem nó còn mang tính chất hên xui nữa nhưng mà về cái ý tưởng tẩy thì như thế này là bạn sẽ xem con này nó có được bao nhiêu skin đúng không ví dụ ở đây nó có con này là có 15 ô đúng không 15 ô thì 15 ô thì trên ý tưởng đấy sau đó bạn sẽ xác định xem nó có thể tẩy những skin gì sau đó bạn xác định là bạn chơi những cái đam này chân chính thì bạn liệt kê các cái loại skin bạn muốn tẩy ra cho bạn tẩy đúng theo cái ý của bạn đang muốn có để được cái hệ thống nó tối đa nhất ví dụ ở đây là mình tối ưu là ma công với lại tuyệt chiêu và sinh mệnh không, thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có thiên phú này tuyệt chiêu này bất công này ma công đúng không là mình đã tối ưu được ba loại thiên phú đúng không? sau đó là và nó đều có đủ cho ba loại đam đúng không tiếp đến thì bạn thấy sinh mệnh này mình có sinh mệnh phần trăm này sinh mệnh cộng này không sinh mệnh cả phần trăm lẫn cộng này tức là mình đã tối ưu cả sinh mệnh rồi là ba loại skin có sinh mệnh đã có đủ tiếp theo là đến uh, tuyệt chiêu tuyệt chiêu phần trăm này hôm nay có tuyệt chiêu cộng này tuyệt chiêu phần trăm tuyệt chiêu cộng này. Với đây là tuyệt chiêu cả phần trăm cả cộng này. đúng không mình đã có ba loại skin về tuyệt chiêu đúng không? đủ cả ba loại đúng không tiếp theo đây mình có ma công thì chúng ta có ma công phần trăm này ma công mới cả phần trăm cả 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 cộng này hết chưa nhỉ đấy thì có vậy xong rồi cuối cùng mình trừ lại một tí thì ta có một số cái như kiểu ma phòng tuyệt chiêu phòng cái thứ thì người ta mấy cái skin đấy đấy là cạn kiệt kinh tế rồi đúng ta rất khó tìm đúng cái dòng đúng chuẩn ra ta phải cố gắng lấy hết phần trăm trước đầu tiên là không chuẩn nhất ấy là mình lấy đủ thêm phú này xong mình lấy tủ cái phần trăm cả cộng này sau bắt đầu mới đến xong mới đến mấy cái kiểu sinh mệnh này không xong rồi sau mới đến những cái dòng phần trăm trong cùng đến phòng cộng không Nên, tuy nhiên ta chỉ thể tối ưu một ít thôi bạn không thể khó rất khó để tẩy skin nó đẹp hết tất cả ấy. chứ còn nếu cứ tẩy thì các skin như kiểu có hai dòng cái này thì ngon quá không nhưng mà trên điều kiện nhiều khi ta không tẩy như thế đâu đấy thì đấy là bạn như thế thì bạn cố gắng tẩy và tùy theo cái hoàn cảnh của bạn bạn có thể cố được hay không không cố được thì cứ lấy tạm một loại đa ví dụ như bạn chơi chính là làm vật công bạn cứ lấy tạm vật công trước còn các skin ở lại nó ra skin gì lấy skin đấy thì nó đỡ tốn trong quá trình tẩy thì bạn có thể khóa ví dụ bạn bạn có thể khóa một ô mất khoảng 10 vàng đấy hai ô mất nhiều hơn một tí rồi tôi khóa tối đa là được khoảng bốn hay năm ô rồi đấy ở đây là đấy mình cay cú quá mình khóa mẹ mấy ô còn thường các bạn khi bạn chơi free bắt tẩy bạn nhân chỉ cần khóa một ô skin chính thôi và khóa một ô skin chính để cho cái số lần mà nó kiểu lĩnh ngộ bạn được cao ấy thì xác suất bạn nó ra được cái cái skin nó cao hơn bạn không phải tốn nhiều quá nhiều đan các thứ vào còn đây thì nói chung là đấy mình cũng nhiều vàng Bây giờ mình cũng khóa từng bừng đấy rồi thì khi bạn, bạn khóa càng nhiều ô skin ấy thì số lần lĩnh ngộ bạn càng thấp đi đúng không? thì cái xác suất là giả may nó không ra skin rất là cao đấy, thì về ý tưởng là như thế và cả phép chính phép phụ để ô gọi ô thiên phú này thì bạn nâng bạn nâng cái này bạn nâng vào những quyển sách bạn nâng đến khi nào mắc thì thôi hôm trước mình thấy con rồng thì còn nâng được cao hơn cả level 10 cơ còn con pet lợn thì mình thấy chỉ đến level 10 thôi nhưng mà để một chút nick mình xem vào mình có cái con nick có pet rồng thì chờ một chút thì mình sẽ quay cho bạn đây mình đang đăng nhập một nick có con pet rồng này mình nhớ má má trước như con pet rồng được nâng cao hay sao ấy. nói chung là xem cho nó biết thôi chứ còn cũng chả có ý nghĩa gì lắm Ừ, tôi mình kéo cái cam ra chỗ khác tí đã hôm nãy quay video khác quên, không quên nó không, không để lại cái chỗ này đây pet rồng đây đây thì bạn thấy là nó có tiếp tục nâng lên tiếp này nó tiếp tục nâng tiếp nâng tiếp này thì nó sẽ có lên vào cao nhất thì chắc lên được khoảng 15-20 gì đấy này thực ra mình chưa nâng thì mình không biết được nhưng mà mình cho bạn xem qua con pet rồng vậy thôi cái pet rồng này thực ra thì skin nó vẫn còn đang chống ô thế này Nhưng mà vì cái nick này nó điều kiện chỉ đến thế thôi người ta chỉ cố gắng một số skin thôi Bạn thấy ở đây mình còn trả theo khóa skin nào cơ Tại vì thực ra nó nó điều kiện không có thì nó không nên cố thì Có pet là mừng lắm rồi đúng không Còn lúc nào có thì ta có thể tẩy lại sau Còn đấy, ý tưởng như thế Ý tưởng tẩy thì ra như thế Nên bạn thấy pet rồng này Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái gì nhỉ nào đây là truyền tư chất này tức là khi bạn có một con pet mới ấy, bạn sẽ truyền con pet uh, thì bạn truyền từ con pet cũ sang con pet mới nhưng bạn truyền thì bạn phải truyền theo cái kiểu bạn truyền từ con thấp lên con cao bạn truyền con này con cao và dùng vòng cổ trái tim để truyền được ít một hơn hoặc bạn dùng vàng thôi và bạn truyền cao cấp ấy, thì bạn sẽ dùng nó có cái vòng đặc cấp cái này thì thường có trong những kiểu shop giảm giá nó bán hoặc là khi bạn tiêu hao vàng thường nó cho không biết cái tiêu vàng hao vàng mới nó có cho không mình quên rồi thì nó sẽ chuyển được một trăm phần sang còn pet phụ thì nó cũng kiểu kiểu vậy con phép phụ nó cũng truyền như thế nhưng mà con phép phụ nó không có cái vòng để chuyển con phép phụ bạn chuyển bạn muốn chuyển xong sang thì bạn phải truyền 100% phần trăm sang thì tốn bằng vàng thì các nước vàng khác nhau thì tốt nhất là nên chuyển 100% trăm phần trăm nhé đừng có truyền theo kiểu tiết kiệm tí vàng truyền cái năm mươi nâng lại lâu lắm tuy nhiên có một số trường hợp bạn đang dùng một hai con phép như kiểu như kiểu bản chất nó là thấp hơn nhưng mà vì bạn nâng cấp nó cao rồi ấy. mà <laughs> bây giờ cái con cần truyền lại cao hơn cái con mà cái, cái con mà sẽ nhận cái truyền đấy thì với đấy bạn sẽ sử dụng một biện pháp đó là bạn vào cái cái uh, chiến trường hải tặc này xong rồi bạn sẽ đổi lấy cái uh, vòng cổ trái tim xong rồi bạn sẽ truyền 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 cái vòng cổ trái tim của con đấy xong rồi, thường là con sẽ 6 sao ấy nó sẽ lên được con 7 sao không thì khi nó ở 7 sao rồi bạn truyền cho con khác là nó tụt xuống nó tụt dần xuống nó tụt cái level con đấy xuống thì đấy bạn sẽ truyền ra được nói chung đấy chỉ là vi hữu thôi cứ thừa mình thay pet thì mình sẽ thay từ cái con mà nó cao hơn hẳn đúng không ví dụ mình đang có con 7 sao này thì mình chuyển cho con 7 sao khác ngon hơn hẳn chứ chả với khi mình tụt lùi làm gì đúng không mà chỉ là không may như thế thôi cái kho pet là cái nơi chứa đống pet thôi bạn có thể mở thêm ô nhiều hoặc nếu không nhiều khi tiết kiệm ấy bạn bán hết những con cũ đi hoặc là bạn những con nào mà nó kiểu cống cam được ấy thì bạn sẽ lôi ra Đấy, bạn lôi ra thế nào nó có cái chỗ hồi sinh này bạn mất khoảng 10 vàng hay năm vàng đấy rồi nó hồi sinh nó, nó, hồi sinh nó rơi vào túi đồ giống như bạn lúc trước khi sử dụng pet ấy. đấy những cái những cái con mà sẽ sử dụng được những con đấy thường những con từ khoảng 6 sao trở lên sẽ, sẽ cống được vào cây cây ác ma còn những cái con mà dưới 6 sao tốt nhất là bán đi cho nó đỡ chặt thôi chứ khi mà có điều kiện thì bạn giữ lại cho nó đẹp đội hình còn mấy cái ô đồng đội này về đồng đội bình thường nó chả có gì túi đồ là túi đồ thôi không có gì ấn tượng cả đấy thì chúng ta nhìn qua một chút đây là ô lĩnh ngộ này tính ngộ này là sao tức là nó lĩnh ngộ các skin mà như kiểu này chưa đủ ô có thể nó sẽ mở thêm ô để ô skin mới đúng không còn nếu như giả sử như cái này kiểu nó mắc là level 15 này mà cái này mới đang level một đấy khi về lĩnh ngộ có thể cộng cái này lên là 2, lên ba lên bốn đến khi nào mắc thì thôi khi nào bạn mắc hết tất cả bạn sẽ không lĩnh ngộ được nữa cái khóa này là khóa nó gọi là khóa skin đấy là khi bạn tẩy con pet ấy và khóa một skin lại ấy, thì giả sử skin đấy đang level 13 ấy, thì bạn xóa đi nó vẫn còn cái skin như thế các skin khác mất hết nhưng skin đấy vẫn còn và nó vẫn ở mức lên 13 và cộng thêm nữa lên 15 thì vẫn nó lưu tiếp lên 15 là sử bạn vẫn chưa nghĩ và xóa đi nó vẫn lưu cái skin đấy ở level 15 và các bạn lại tiếp tục tẩy tiếp và những cái skin khác nó mất hết đấy là cái 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 khóa như thế cái thiết lập cái thiết lập ở đây tức là tức là khi mình tẩy không ngừng thì mình thiết lập để cho nó tẩy lại và cái trùng nữa là như là hủy bỏ hết con phép này đi hoặc cái cường này cường cường hóa này là sao tức là nó cường hóa thông qua cái việc uh, nhưng hôm nãy có cái video mình đã nói về cái trong tinh linh tàu nó có cái nuôi cá thì cái cá được nuôi nó dùng để cường con này. Thì bạn sẽ cường lên cái cá vằn đấy. Khi bạn cường bằng cá vằn thì nó sẽ có xác suất là ra cái điểm trừ này. Điểm trừ bạn không lấy. Bạn không lấy thì bạn ấn vào chữ duy trì thì bạn không lấy không? Còn cái điểm cộng là cộng thì bạn ấn vào thay đổi nó sẽ cộng thêm chỉ số tăng lực chiến cho bạn không? Nó chỉ đơn giản thôi. Và cái cái cá vằn nó xác suất ra cả trừ cả cộng. Còn cái các cái loại cá như cá lồng đèn hay là cá mập thì nó sẽ luôn luôn là cộng thì cái đấy bạn ấn yên tâm mà ta không tranh lệch mấy đâu bạn ấn liên tục cũng được như này còn cái gì để nói không nhỉ cái dấu cộng này là sao cái dấu cộng này là thêm đan này ví dụ như phép chính là dùng cái đan đan đan, màu vàng còn phép phụ là đan màu xanh là cái đan này nó giúp tăng cái lần lĩnh ngộ thôi để bạn lĩnh ngộ thôi nó không có gì khó khăn cả ví dụ như bạn muốn mắc nhanh mà bạn cứ chờ mãi được lần lĩnh ngộ không thì bạn ấn dùng cái đan phát ví dụ bạn có 100 đan không thì bạn có cơ hội mắc luôn không còn bạn chỉ có một hai đan thì có sẽ có xác suất và khi lĩnh ngộ bạn xác suất là lĩnh được và không lĩnh được nhé chứ không phải là một trăm bạn có là sẽ lĩnh được đâu nên vì thế mới bỏ nó lâu la nó khó như thế còn khi nó hiện gỡ bỏ này tức là mình đang trang bị cái con pet này rồi đúng không con pet này không trang bị nó hiện ở trang bị này đúng không thì còn bình thường là gỡ bỏ đó là đã trang bị rồi huấn luyện khi hiện dừng huấn luyện tức là bạn đang huấn luyện còn khi nó hiện huấn luyện tức là bạn đang chưa huấn luyện nó hơi ngầm tí vậy tăng tốc này tăng tốc của chiến tích nói chung cái này cũng không cần dùng cái đâu bây giờ pet toàn level cao mình chuyển thừa rồi mà thì không cần dùng cái này đâu tăng tốc vàng này càng không cần cho ăn là bạn cho ăn những cái con cá này nhưng mà thực ra đến cái tầm này rồi chúng toàn mắc level rồi cũng chả có ý nghĩa gì lắm đâu thì có thể bạn cho ăn được hoặc bạn để bạn cống cây cũng được hoặc ngày xưa một lần nó đổi thưởng nó đổi cái cá này ra cá mập ấy thì có cái cường lên khá là ngon ấy vì thế nên mình không muốn tiêu cái con cá này đi mấy con cá còn lại có thể tiêu đi cũng được tiến hóa là khi nó đạt một cấp nhất định thì bạn ấn tiến hóa nó lại nảy một tí thôi nhưng mà nó chả lên ô skin đâu thường nó chỉ áp dụng như là khi con 6 sao lên 7 sao thì bạn thấy sự khác biệt lớn thôi còn những cái con nó nhiều sao sẵn rồi thì cũng chả ý nghĩa gì lắm nhập kho cho những con pet thừa vào cái kho này đây vào trong kho pet này nếu nó còn ô chứa nhá còn nếu không còn ô chứa bạn phải mở thêm ô hoặc là bỏ bớt pet đi để lấy ô trống hồi sinh là như nãy mình nói đấy là bạn hồi sinh những con thừa ra để nó vào trong cái túi đồ này thôi thế thì về cơ bản phép như vậy còn nếu lúc nào mà có điều kiện mình có một cái phép mới thì mình sẽ thực hành cho bạn xem luôn cái tẩy phép còn bây giờ mình chỉ nói cho bạn là ý tưởng tẩy phép thôi mà phép chính cái phụ nó ná ná nhau vậy thôi không gọi là bạn có con nào nó ngon thì nó sẽ được ngon thì bạn sẽ được lợi thôi chứ nó không có gì ấn tượng lắm